Kính thưa đại gia đình thương mến, nếu những ai đã từng theo dõi cậu út dân ca Hồ Văn Cường kể từ năm 2016 đến nay, chắc hẳn sẽ có nhiều cảm xúc để viết về anh bạn nhỏ này. Hôm nay, trong dư vị của những ngày đầu năm, Quỳnh Thi cháu con em tổng hợp một vài bài viết của các khán giả gây ấn tượng nhất để gửi đến cả nhà, mời cả nhà mình cùng nghe ạ. Tôi theo dõi anh bạn nhỏ từ ngày bé xíu đến giờ. Cậu đứng trên biết bao sân khấu lớn nhỏ từ Nam ra Bắc, từ trong nước ra hải ngoại. Hát biết bao nhiêu bài hát, biết bao nhiêu lần khán giả yêu mến cậu ngậm ngùi. Nhìn lại những bước ngoặt trong hành trình trưởng thành của cậu, mình càng nhận ra rằng một đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương, được cổ vũ và được chăm chút sẽ tự tin và tỏa sáng. Năng lực thật sự và tiềm ẩn trong chàng trai bé nhỏ ấy, đến giờ mới có người thật sự hiểu và định hướng đúng đắn cho cậu và đào tạo lại cho cậu từng bước một. Cậu mang trong mình một âm giọng của làn điệu dân ca vùng miền ngọt ngào sâu lắng, tiếng hát bay bổng, cao, thanh, sáng, nhưng đậm bản sắc chân chất, thật thà hào sảng của đứa con miền Tây sông nước. Cậu còn mang cả năng lượng tích cực của tuổi trẻ, nên khi thử sức với dòng nhạc trẻ trữ tình, cậu lại đưa vào những bài hát ấy một nét lạ và rất riêng của cậu. Vì sao trước đây cậu rụt rè và luôn không tự tin vào chính mình? Mọi thứ đều có lý do của nó. Một đứa trẻ được sống trong yêu thương, tin tưởng và tin vào tài năng của mình, thì đứa trẻ ấy sẽ vững vàng và sẽ cực kỳ thành công. Còn đứa trẻ bị vùi dập chê bai sẽ thu mình trong thế giới riêng của nó, chẳng khác nào vùi lấp một tài năng. Nếu như chọn mua vé một sân khấu ca nhạc, không chỉ riêng của anh bạn nhỏ nhà mình, mà bất cứ ca sĩ nào khác, nhất định sẽ chọn sân khấu Mây Lang Thang. Vì nơi ấy mình nhìn thấy sự đầu tư kỹ lưỡng về chất lượng âm thanh, hình ảnh, trang trí, và hơn hết mỗi show đều có những điểm nhấn riêng. Mây hiểu được thế mạnh của ca sĩ là gì để tạo được một điểm nhấn cho live show. Cường hát chay với guitar cực hay, nên live show nào Mây cũng đưa vào vài bài nhạc nhẹ cho Cường hát chay cùng guitar. Cứ mỗi lần như thế, lại làm khán giả phát hiện ra tiềm ẩn trong tài năng của cậu thêm một chút nữa. Mây biết là khán giả cực thích Cường hát nhạc trẻ, thế là hết lần này đến lần khác, Cường cứ hát nhạc trẻ quá hay quá ấn tượng. Cậu ấy còn tìm được những người đáng tin tưởng, dạy dỗ chu đáo, biết thế mạnh của cậu là gì, xây dựng và sắp xếp từng bài hát cho cậu đi diễn một cách chỉnh chu nhất, tạo cho cậu những nền tảng nhất định, để cậu mỗi ngày một tự tin hơn, tiếng hát ngày càng nội lực và bay bổng hơn. Những thầy cô luôn hướng mắt về cậu học trò nhỏ của mình mỗi khi cậu biểu diễn, nhìn cậu hát và cười thật mãn nguyện vì đứa học trò mình dạy dỗ đã chạm ngõ cánh cửa thành công thế nào. Còn nữa, tôi rất tự hào về cậu với bức hình được chụp lại từ thước phim livestream đêm hôm đó. Nó thật giản dị không màu mè hoa lá. Thế nhưng đủ để các fan tìm ra câu trả lời mà bao lâu nay họ vẫn thắc mắc, vì sao lại thương Cường nhiều đến vậy? Vì Cường xứng đáng. Có lẽ mọi người cũng như tôi, hạnh phúc vì cậu. Chàng trai 19 tuổi mà tôi đã thương ngay khi lần đầu chạm mặt, đến nay đã tròn 21 tuổi vẫn làm tôi kiêu hãnh và hạnh phúc vì hành động biết sẻ chia, đồng cảm và yêu thương. Có thể cậu còn vụng về trong ứng xử trước chuyện này chuyện kia, nhưng trái tim của cậu vẫn luôn rộng mở chân thành và ngọt ngào. Tôi vẫn luôn hạnh phúc, mặc dù bàn tay nắm kia của cậu không dành cho tôi. Hóa ra có một thứ mình cảm nhận được hạnh phúc khi nhìn người khác hạnh phúc. Tôi hy vọng các em gái nhỏ nhắn xinh xắn kia đến bên cậu, hâm mộ giọng hát của cậu, kể từ hôm nay hay tất cả những năm tháng tiếp theo nữa, họ vẫn mãi luôn đồng hành cùng cậu. Mà không chỉ có riêng họ đồng hành, mà sẽ còn có thêm nhiều bạn bè đồng trang lứa của họ đồng hành cùng cậu. Tôi tin chắc một điều, những chấm xanh của nhà xanh đọt chuối sẽ nhân rộng và trải dài trên khắp lãnh thổ Việt Nam và thế giới. Tôi cũng như mọi người mừng vui khôn xiết khi nhìn thấy những cây chuối non đang mọc ra từng ngày và càng nhiều hơn. Rồi sau này các bé sẽ cùng chung tay vun trồng cho vườn chuối mãi xanh tươi theo năm tháng trong cuộc hành trình mà cậu đang đi. Cứ mỗi show diễn tôi mừng vui cùng cậu, vui vì những chấm xanh phủ kín đêm nhạc, đó là một minh chứng cho sức hút cái tên Hồ Văn Cường vẫn đang ngày càng nóng thêm lên. Danh hiệu hoàng tử phòng vé thật xứng đáng với cậu. Tôi ghen tị với cậu, bởi những yêu thương fan dành cho cậu cứ như một tấm chăn mềm ấm áp xua đi cái giá lạnh ngày đông. Những món quà không được chú ý nhiều vì giá trị vật chất nó mang lại, mà là minh chứng hùng hồn cho tình yêu thương vô bờ của đại gia đình xanh đọt chuối dành cho cậu. Chúc Hồ Văn Cường, anh bạn nhỏ của tôi, của nhà chuối, bắt đầu một năm mới với nhiều tự tin hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, trưởng thành nhiều hơn nữa. Xung quanh cậu hiện tại chỉ toàn là yêu thương, tin cậy và là hậu phương vững chắc cho cậu. Cậu cứ mạnh dạn xông pha lên phía trước, đi thực hiện ước mơ của đời mình. Một khi gối mỏi trùng chân, thì về với gia đình thân yêu. Nơi đó mãi là mái ấm là yêu thương cho cậu. Bài viết của nhiều tác giả, người dẫn chuyện Quỳnh Thi. Cháu con em trân trọng cảm ơn đại gia đình rất nhiều vì đã dành chút thời gian xem hết video này.
kính chúc đại gia đình có một buổi tối đầy áp tiếng cười yêu thương.